Heyo, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Lotto AZ. Sau rất nhiều lời đồn về việc là mình và Duy bị đuổi việc hay là team YouTube của Lotto AZ bị sập, thì hôm nay mình và Duy đã có mặt ở đây để cùng chứng minh cho anh thấy lời đồn cũng chỉ là đồn như lời mà thôi. Và chúng ta hãy cùng nhau giải đáp những thắc mắc của anh em trong số hỏi đáp thứ 15 này nhé. Ok, đến câu hỏi đầu tiên của bạn Chris Lee P. Cho em hỏi là trong tầm giá khoảng 2-3 triệu có laptop nào mỏng nhẹ để vẽ hoặc đồ họa kỹ thuật hay không? À xin lỗi, không phải đồ họa thôi. Vẽ học kiến trúc và không chơi game. Đấy. Với việc là bạn không chơi game và bạn học kiến trúc thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái laptop mỏng nhẹ. Ví dụ như kiểu là Dell 5510 này hoặc là HP ZBook Studio G3. Đây đều là những mẫu máy chạm rất phù hợp cho những anh em nào mà học đồ họa và ít chơi game. Còn tuy nhiên là việc bạn học kiến trúc, nếu như mà bạn hay sử dụng các phần mềm về phối cảnh, ví dụ như kiểu là Lumion 10 này, thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng những chiếc laptop mà có sử dụng card GTX. Ví dụ như là ở đây chúng ta có Evo Gaming 15, cũng là một mẫu laptop sử dụng card GTX và rất phù hợp cho những bạn nào mà học kiến trúc. Nhưng mà không chơi game vẫn chọn laptop cái mình, hơi kỳ. Ok, nếu mà trong tầm tiền 2-3 triệu mà laptop mỏng nhẹ mà có cả đồ họa GTX nữa thì chúng ta có một mẫu nữa là GF63 của MSI. Cũng là một mẫu khá là hay. Ok, câu hỏi thứ hai của bạn Lương Nguyễn. Cho em hỏi là một tuần rồi chưa ra video ở Ad ơi. Cho em hỏi nữa là i5-7300HQ dùng tốt trong ngành marketing 4 năm nữa không? Đầu tiên thì mình rất cảm ơn bạn vì đã rất quan tâm đến chúng mình và biết rằng một tuần rồi chúng mình chưa ra video. Ở đây thì với việc là bạn học ngành marketing thì là một ngành thì không phải là yêu cầu hiệu năng quá là cao đâu. Chính vì vậy là với việc sử dụng chip i5-7300HQ thì vẫn hoàn toàn đủ để thừa cho việc bạn sử dụng trong vòng 4 năm nữa đấy, thậm chí là lâu hơn cơ. Câu hỏi thứ ba của bạn Secret. Chào anh, cho em hỏi là ngoài sự trang bị về cả đồ họa khác nhau thì thời điểm giữa các laptop gaming và laptop đồ họa là gì? Liệu có thể dùng laptop đồ họa để chơi game ngon lành và ngược lại không? Hay chỉ mạnh về chuyên môn của nó thôi? Mong hay giải đáp. Ở đây thì ngay từ tên gọi thôi, chúng ta có laptop gaming và laptop đồ họa đúng không? Từ tên gọi chúng ta biết được là mục tiêu của hai cái laptop này khác nhau rồi. Laptop gaming này thì sẽ tập trung vào việc chơi game. Chính vì thế là hiệu năng của những chiếc laptop gaming thường sẽ rất là cao. Và những yếu tố như kiểu là màn hình này hay là độ bền thì chúng ta sẽ đánh giá sau nhưng không được ưu tiên lên hàng đầu. Còn laptop đồ họa thì bởi vì để dựng hình làm đồ họa nhiều, chính vì thế là laptop đồ họa sẽ thường được ưu tiên là sẽ có màn hình đẹp đầu tiên này. Sau đó thì giá sẽ đến quan tâm đến GPU mạnh. Chính vì vậy là chúng ta sẽ có khác nhau này. Đầu tiên là khác nhau về màn hình, khác nhau về GPU và khác nhau về độ bền hay là về độ sử dụng lâu dài nữa. Và chính vì vậy bạn hỏi là có thể sử dụng laptop đồ họa để chơi game hay không? Hoàn toàn có thể chơi game, nhưng mà gì sẽ không ngon lành lắm đâu. Còn ngược lại, nếu như mà sử dụng laptop gaming để làm đồ họa thì với cấu hình mạnh của mình, laptop gaming hoàn toàn có thể sử dụng để làm đồ họa. Tuy nhiên thì hãy chọn những mẫu laptop gaming mà có màn hình có độ phủ màu đẹp và độ say màu thấp một chút thì chúng ta có thể làm đồ họa tốt hơn đấy. Còn nhưng mà chốt lại thì nếu như mà để làm đồ họa một cách chuyên nghiệp thì hãy lựa chọn những mẫu laptop đồ họa, còn để chơi game thì hãy lựa chọn mẫu laptop gaming. Không phải tự nhiên mà chúng ta chia ra làm hai mẫu đấy đâu. Và nếu mà laptop đồ họa mà chơi được game thì ai muốn laptop gaming đơn không anh em. Ok, câu hỏi thứ tư của bạn Phúc Thái Văn. Em học về machine learning thì có laptop nào dưới 20 triệu ổn không ạ? Và nên lựa chọn CPU AMD hay là Intel? Ở đây thì bạn học ngành deep learning hoặc là thậm chí là AI thì với đặc thù của chúng ta là sẽ cần mà tính toán một lúc mà nhiều phép tính. Chính vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng sức mạnh của GPU hơn. Và ở đây bạn lựa chọn AMD hay là Intel thì cũng đều ổn cả, không quá quan trọng đâu. Mà chúng ta hãy tập trung vào quan tâm về đến GPU. Với tầm giá 20 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn GTX 1650, sẽ là một sự lựa chọn mà có nhiều nhân CUDA này, rất là mạnh mẽ và phù hợp với những bạn nào mà học deep learning hoặc là AI. Và GTX 1650 thì sẽ có trên những mẫu dưới 20 triệu, ví dụ như kiểu là Acer Nitro 5 này, Adipath Gaming 3 hoặc là thậm chí là bạn có thể có TUF A15 với 1650 Ti nữa. Ok. Còn 5 của bạn Long Lê. Hai anh cho em hỏi, Nvidia Quadro GTX khác ra sao? 1650 thì mạnh ngang Quadro nào? Cùng đó là 1050 thì so với AMD thì so với cả càng nào? Và tiếp theo là i5-8300H sẽ mạnh ngang với chip nào của AMD? Mong hai anh giải đáp. Nói chung câu hỏi là khá dài, thế nên là mình sẽ giải đáp cho bạn nhé. Đầu tiên là card đồ họa Quadro M1000 thì nó sẽ ngang khoảng GTX 950 thôi, chỉ là GTX 950 thôi, thậm chí là còn yếu hơn. Thứ hai là card 1050 thì sẽ so sánh ngang với cả card Quadro P1000 nhá. Thứ ba là nếu mà card 1050 so với card AMD nào thì mình không biết là so với card AMD nào. Tại vì thời điểm 1050 ra mắt thì AMD gần như không cho ra một đối thủ nào cả. Nhưng mà nếu so với cả card đồ họa mới hơn của AMD là RX 5300 thì 1050 thì không cửa. Tiếp theo là với i5-8300H
thì sẽ so sánh được với cả Ryzen 7 3750H. Còn nếu mà so sánh với Ryzen 4 thế thứ tư ấy thì gần như là thua chặt. Thế nên là hy vọng là qua câu trả lời thì bạn đã có định hình được về hiệu năng và sức mạnh của card và chip và các bạn vừa yêu cầu. Từ đã duy thiếu một câu của bạn ấy rồi, bạn ấy hỏi là so sánh giữa Quadro và GTX khác nhau như thế nào nữa. À, thiếu cái này nữa. Thì ở đây thì việc là Quadro là một dòng GPU mà được sinh ra chủ yếu cho việc là làm đồ họa và làm kỹ thuật. Còn GTX thì được sinh ra chủ yếu cho việc là chơi game. Chính vì thế là trong cùng một tầm tiền, chúng ta sẽ có GTX có hiệu năng cao hơn hẳn so với Quadro. Và Quadro thì sẽ cho chúng ta khả năng tính toán một cách ổn định và chính xác hơn so với cả GTX. Chính vì thế là tùy vào việc là bạn sử dụng cho mục đích gì hãy chọn Quadro hoặc là GTX. Và như mình đã đi hóng hớt ở trên mạng ý, thì thường là Quadro ấy, nó sẽ thực chất nó cũng chỉ là GTX nhưng mà nó chỉ update thêm một số driver hoặc là một số cái công nghệ thêm vào thôi. Nhưng mà giá nó sẽ đắt hơn GTX rất là nhiều. Nói chung là cái giá của Quadro thì cũng xứng đáng với số tiền các bạn bỏ ra nếu các bạn làm về đồ họa, về kỹ thuật ấy là chính. Tiếp theo câu hỏi thứ 6 của bạn Vũ Dương. Cho em hỏi Ryzen 3 3550H và Ryzen 5, à nhầm xin lỗi bạn, Ryzen 5 3550H và Ryzen 5 4500U thì con nào ngon hơn vậy ạ? Ở đây bạn so sánh chip dòng H với dòng U thì hơi khó khĩa một tí. Mặc dù là R5 4500U 6x6 luồng ra mắt sau có nhiều công nghệ hơn và nó cũng được làm trên tiến trình 7 nanomet, xung đơn nhân thì nghe có vẻ là cao hơn là R5 3550H đấy. Thì nhưng mà là dòng chip U ấy, chúng ta được sinh ra cho mục tiêu là tiết kiệm điện, tăng thời lượng sử dụng pin. Còn dòng H thì sẽ là một dòng hiệu năng cao mà giúp cho chúng ta chơi game mượt mà ổn định hơn. Chính vì vậy là nếu như mà chọn chip U hay chip H nó sẽ phải tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu như bạn chỉ làm văn phòng thôi, làm marketing hoặc là code nhẹ nhàng thì hoàn toàn có thể sử dụng 4500U thì sẽ cho chúng ta thời lượng sử dụng pin lâu hơn này, sử dụng mượt mà hơn. Còn nếu như mà chúng ta chơi game, làm kỹ thuật hoặc là code nặng thì hãy sử dụng chip R5 3550H thì sẽ cho chúng ta hiệu năng ổn định, mạnh mẽ hơn. Câu hỏi thứ 7 của bạn Hữu Trương Ngọc. Cho em hỏi là 25 triệu có thể hơn một chút thì có thể mua được laptop gaming mình đã bền nạ và build chắc chắn không ạ? Em hầu như không chơi game, khi toàn vào đánh và chạy lờ thôi, em cảm ơn. Không chơi game nhưng mà lại thích mua laptop gaming. Nếu như mà bạn ít chơi game thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các mẫu ThinkPad như kiểu là ThinkPad T490 cho bền bỉ, mà cấu hình thì cũng vẫn đủ để mà chơi LOL. Còn nếu như bạn vẫn thích gaming thì trong tầm giá 25 triệu chúng ta có Lenovo Legion 5, hoàn toàn là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời trong tầm giá 25 triệu. Và nếu nhích hơn một chút thì bạn đang có thể tham khảo được mẫu Ryzen 7 1660 Ti màn hình 144Hz phủ màu đen. Cái bảng nó phải gọi là mắc binh bạn ạ, thêm khoảng 2 triệu nữa thôi nhưng mà bỏ tiền cực kỳ. Ngoài ra chúng ta có cả Acer ROG Strix G512 và Acer Neutral 5, cũng là những cái sản phẩm mà có vẻ gọi là tốt trong tầm tiền. Câu hỏi thứ 8 của bạn Jen. Câu hỏi tiếp này là chúng ta có là i5-9300H với cả i5-10210U thì chip nào tốt hơn? Vẫn cái như lúc câu này à? Cũng giống với cả cái kia nhưng mà là bản in theo. Ở đây thì cũng như bên trên thôi, dòng U là tiết kiệm điện, dòng H là hiệu năng cao, tùy nhu cầu sử dụng. Nếu như mà bạn sử dụng tác vụ nhẹ nhàng thì hãy chọn chip U, còn nếu như mà chơi game, làm kỹ thuật mà yêu cầu hiệu năng cao thì hãy chọn chip H. Và luôn luôn rồi i5-9300H thì vẫn sẽ mạnh hơn là i5-10210U thôi. Câu hỏi thứ 9 của bạn Solo Soraka. Ui, căng. Cho em hỏi viết code, chỉnh sửa ảnh, edit video, chơi game nhẹ thì nên chọn MSI Modern 14 bản mới 450 không? Ổn chứ, chúng ta có MSI Modern 14 có màn hình độ phủ màu cao này, các GPU rời là MX450 thì rất là ổn để mà anh em chỉnh sửa ảnh hay là edit video nhẹ nhàng, rất là phù hợp luôn. Nhưng mà tôi chưa được sở hữu đấy, không biết là bàn phím của đấy có ngon không để viết code đúng không? Nhỉ, hơi đáng tiếc. Hy vọng là trên kênh sẽ sớm có video review chiếc MSI Modern 14 này nhá. Mấy anh bên hãng gửi cho em con MSI Modern 14 đi. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 10 của bạn Kiên đẹp trai, đẹp trai Kiên. Cho em hỏi là Acer Nitro bản 60Hz và 140Hz thì chỉ khác mỗi về màn hình với cơ bên trong. Còn lại có cải tiến gì thêm không hay là y chang cái bản 60Hz vậy ạ? Acer Nitro 5 ấy thì chúng ta sẽ có bản RTX 2060 là sẽ có màn hình có độ phủ màu cao hơn hẳn thôi. Còn lại với các cái bản khác, ví dụ như kiểu là khác nhau về màn về tần số quét như kiểu là 60Hz hay là 144Hz thì nó cũng như nhau, khác mỗi tần số quét thôi. Cái bản nào cạc thấp thì sẽ như nhau, còn bản nào cạc cao sẽ đẹp hơn hẳn. Cạc RTX 2060 là màn đẹp hơn hẳn luôn. Ok, câu hỏi thứ 11 của bạn Hương Nguyễn. Máy em bình thường không lên được phải cắm sạc thì phần trăm không lên không xuống,
rút sạc thì nó tự tắt. Cho em hỏi trường hợp này là trường hợp như nào? Thực ra là trường hợp của bạn thì mình cũng đã từng bị rồi, chính bản thân mình luôn. Chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là pin của bạn đã bị hỏng rồi, và hai là cổng tiếp xúc giữa pin và máy của bạn bị lỗi. Với trường hợp 1 thì phải đi thay viên pin mới thôi. Trường hợp 2 bạn có thể vệ sinh thử xem cái chỗ cổng kết nối, cổng tiếp xúc ấy, giữa sạc và giữa cái pin và laptop của bạn, xem là vệ sinh xong thì nó có ổn hay không. Mà tốt nhất thì bạn nên đem ra cửa hàng để có thể bảo hành. Cả hai lỗi này thì đều khiến cho cái việc là bạn pin của bạn không sử dụng được, và cái nguồn sử dụng cho máy của bạn nó chính là cái nguồn điện trực tiếp mà bạn cắm vào, nó không khác gì so với việc là bạn sử dụng máy bàn cả. Ừ, và cứ tắt đi tắt xuống như vậy nó rất là hại máy. Câu hỏi theo, câu hỏi 12 của bạn Thành Nhân Official. Chip Ryzen có cài được Ubuntu không được nhỉ? Trước đây thì mình mới sợ là Ubuntu không cài được cho chip Ryzen thôi. Chứ còn bản 20.04 của Ubuntu thì là một bản mà hỗ trợ rất là tốt cho chip Ryzen. Nếu như mà bạn sử dụng máy full cây AMD như kiểu là chip Ryzen và Radeon, hoặc là bạn tự build PC thì đôi khi nó sẽ xảy ra một vài lỗi tương thích với lại cả kernel Linux. Nhưng mà ở trên Reddit ý, thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái bài mà anh em đã fix các lỗi này bằng lệnh hoặc là bằng phần mềm rồi. Thì các cái lỗi mà lỗi con này đều fix được lỗi hết rồi, nên anh em thoải mái mà sử dụng đi, cài được Ubuntu ở trên chip Ryzen. Ok. Tiếp theo câu hỏi thứ 13 của bạn Văn Hoàng Nguyễn. 13 triệu thì có sự lựa chọn máy gaming nào thay thế cho M4800 không anh? M4800 không phải laptop gaming đâu. Ok, nhưng mà nếu mà bạn không muốn dùng M4800 mà chọn laptop gaming thì chúng ta có Dell 7559 của Dell. Cùng với đó là dòng sản phẩm laptop gaming thứ hai là Acer GL552, cũng là một sự lựa chọn tốt, nhưng mình thấy là Dell có vẻ là dòng sản phẩm có thể là sẵn hàng nhiều. Cùng với đó là rất nhiều anh em tin tưởng và lựa chọn rồi. Ok. Câu tiếp theo, câu 14 của bạn Phạm Văn Thành. Anh ơi, cho em hỏi laptop TOS A17 Ryzen 7 GTX 1650 Ti em chạy Adobe Premiere mà lại lag. Cái câu này để tôi biết. Có rất nhiều những nguyên nhân xảy ra. Đầu tiên là nếu mà bạn đang chỉ có 8GB RAM thôi thì mình khuyên các bạn nên nâng lên 16GB RAM. Thứ hai là bạn nên bật mode turbo trong cái việc là Aurimi Correct hay là TOS Aurimi Correct cái gì đấy, mình không nhớ là phần mềm của hãng tên là gì, nhưng mà bạn hãy để cái chế độ quạt mức tối đa. Và thứ ba, có lẽ nguyên nhân là nếu bạn để preview ở mức 1/4 hoặc là 1/8 thì may ra nó sẽ không lag. Nếu mà để full hoặc để 1/2 thì mình nghĩ sẽ lag đấy. Và đó là câu trả lời của mình. Nói chung có rất nhiều nguyên nhân lắm. Còn chưa biết rằng là nếu như là Adobe Premiere của bạn mà dùng crack thì nó cũng sẽ rất là dễ xảy ra những cái lỗi mà gây ra lag. Người ta gọi là phần mềm đi mượn mà, thì sẽ rất là dễ xảy ra lỗi. Nên bạn có thể kiểm tra xem là cái bản mà Adobe Premiere của bạn là bản bao nhiêu. Bởi vì là chúng ta có bản Adobe Premiere mới nhất là 14.6 thì đang hỗ trợ rất tốt cho chip Ryzen. Hy vọng là bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Câu hỏi thứ 15 của bạn Bốn Thanh. Em cần hai la. Câu hỏi thứ 15 và câu hỏi cuối cùng của bạn Bốn Thanh. Cho em hỏi là 23 triệu để mua chiếc laptop nào để livestream chơi game ạ? 23 triệu à? Nếu như bạn livestream chơi game thì máy cần phải xử lý rất là nhiều tác vụ cùng một lúc. Là bạn vừa phải chơi game này, vừa phải livestream trên các nền tảng này, lại còn vừa phải đồng thời bật cả YouTube hay các nền tảng khác để mà đọc bình luận nữa. Trong tình huống này thì bạn cần phải có một chiếc laptop với CPU nhiều nhân nhiều luồng, số lượng RAM cũng phải khá đấy. Và đương nhiên là cần phải có một chiếc webcam rồi. Nếu như mà laptop mà không có webcam thì chúng ta có thể sử dụng webcam rời, nhưng mà nó hơi bất tiện một chút. Chính vì thế trong tầm giá 23 triệu chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn rất là tuyệt vời, đó chính là Lenovo Legion 5 chip Ryzen 7 4800H, hoặc chúng ta có Asus TUF A15 cũng chip Ryzen 7 4800H. Cùng với đó cả đồ họa 1660 Ti luôn này này. Ui, trong tầm 23 triệu mà có 1660 Ti cũng cao nhỉ. Ok, hy vọng là qua câu trả lời này bạn sẽ có một chiếc laptop 23 triệu mà có thể livestream chơi game một cách mượt mà. Và đó là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Nếu em có những câu hỏi hay những băn khoăn thì có thể comment dưới phần bình luận và mình sẽ làm tổng hợp để trả lời video hỏi đáp tiếp theo nhé. Và xin chào anh em. Hẹn lại anh em trong những video lần sau, và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop Z nhé. Và bọn mình thì vẫn chưa bị đuổi việc đâu. Bye bye. Xin chào anh em.